Đây là video tổng hợp tất cả những best mug mà Coral Bill từng sở hữu trong những tập phim trong series 9, series 7 best mug khác nhau. Best mug là những sức mạnh đầu tiên của Coral Bill, tổng hợp vô cơ và hữu cơ từ hai chiếc bottle. Cùng chung với đó là chiếc Bill Driver để kết hợp chúng lại với nhau, tạo thành cơ thể đen xen của Bill. Ngoài form cơ bản nói về sự dẻo dai cũng như sức phòng thủ và khả năng tấn công từ Robin and Tank, chúng ta còn rất nhiều những best mug thú vị khác. Best mug ban đầu phim chúng ta sẽ nghĩ đó là những combo được tạo ra với một mục đích gì đó, nhưng càng về sau những bí ẩn càng hé lộ ra chúng thực ra cũng chả liên quan gì với nhau. Tại sao dưới khả năng suy nghĩ đơn giản của mình, Banjo lại có thể kết hợp được nhiều best mug mà đến cả Sento cũng không nào nghĩ ra được? Mở đầu cho tất cả best mug chính là form cơ bản của anh ấy, Robert and Tank. Rabbit Tank Best Mug Hagane no Moon Santo Rabbit Tank. Với tông màu chủ đạo từ Robert Tank, hai màu hoàn toàn đối lập, cổ xe tăng màu xanh dương, chú thỏ đáng yêu màu đỏ, đen xen với nhau tạo một cơ thể hết sức kỳ lạ của Bill. Nó trái ngược hoàn toàn với Cole W, người mở đầu của thời đại Neo Heisei, là hai phần tách biệt nhau, Bill hòa trộn lại với nhau một cách đầy tự nhiên. Form này hết sức đơn giản, nhưng vẫn có những điểm đặc trưng đôi mắt của Colorado Bill. Một bên là hình đầu thỏ, còn bên còn lại là hình phần trên của chiếc xe tăng, vẫn tạo nên gương mặt đặc trưng cũng như cặp sườn của Kamen Rider. Lò xo đầy khả năng nhảy của Rabbit, phần bánh xích xe tăng ở phần chân tank của Colorado Bill. Tất cả những best mug của Bill thường sẽ hoạt động riêng lẻ, chỉ trừ đòn finish là nó sẽ kết hợp lại với nhau, tận dụng sự dẻo dai của thỏ cũng như sự cứng cáp và sức phòng thủ tuyệt đối của xe tăng. Nhưng chỉ đáng tiếc là form này không tận dụng được những khẩu pháo hạng nặng của xe tăng. Việc này sẽ được bổ sung khi nãy nâng cấp lên super form của mình. Có một vũ khí đặc trưng là thanh gươm, nhưng với đầu là một mũi khoan, tạo những vòng xoáy xoay quanh thanh kiếm tấn công cái hộp và sát thương cao hơn. Anh ấy cũng hơi đổi đầu vũ khí để chuyển hóa thành một khẩu súng giúp tấn công tầm xa. Vortex Finish, Bill sẽ chạy lấy đà, nhảy thật mạnh để dậm xuống mặt đất, tạo nên một lỗ hổng khổng lồ bên dưới. Một phương trình vật lý đột nhiên xuất hiện, kẹp chặt lấy kẻ thù không cho chúng di chuyển. Từ mặt đất, anh nhảy lên và đa đòn Rider Kick bằng lực nhảy của Rabbit cũng như phần bánh xích từ Tank, cản nát kẻ thù làm những tên mắt xấu số phải hứng chịu đòn tấn công này. Kagayaki no Destroyer Gorilla Mond. Yeah. Best mug thứ hai, Gorilla Mon. Đây là form có nhiều màn thể hiện ấn tượng còn hơn cả form chính khi xuất hiện liên tục trong những trận đụng độ với SA hay Paradox mà thể hiện qua chính series chính của nó. Gorilla Diamond có thể hiểu là kim cương cùng với loài khỉ đột, với sức tấn công hủy diệt từ bàn tay khổng lồ bên phần tay phải với một chiếc cột thủy lực sức mạnh hủy diệt từ đôi tay này. Không có quá nhiều phần đặc biệt trên phần thân Gorilla, gương mặt của loài khỉ đột cùng với đầu tai đặc trưng của nó bên phần mắt trái. Phần còn lại là Diamond, những viên kim cương với sức phòng thủ tuyệt đối. Gương mặt của nấy ánh lên sự lấp lánh của viên kim cương. Vai trái có sự hiện hữu của một viên kim cương khổng lồ. Ở phần Diamond nó được thể hiện khá nhiều. Đến cả Kaoru cũng tận dụng form này để khắc chế Rabbit and Rabbit, thể hiện phần nào sự bá đạo của một form cơ bản ban đầu. Khả năng chính của phần Diamond, nó không khả năng tạo ra kim cương mà đơn thuần chỉ là cứng như kim cương mà thôi. Nhưng nó có khả năng biến đổi những vật thể, những đòn tấn công của kẻ thù trở thành kim cương, có thể là một chuỗi kim cương để ra đòn finish, hoặc sẽ tạo thành một lá chắn bằng một lớp kim cương khổng lồ đỡ lại mọi sát thương từ kẻ thù với độ cứng nguyên thủy của kim cương. Đòn tất sát, những hình dạng best mug của Bill đều mang tên Vortex Finish Gorilla Min, tạo ra hàng ngàn viên kim cương từ đòn tấn công của kẻ thù. Bàn tay khổng lồ dùng một lực cực mạnh để đẩy những viên kim cương va chạm với kẻ thù. Tenku no Amarembo Hulk Gatling. Yeah. Hot Gatling với tông màu cam của đầu chi bưng và đôi cánh nhỏ phía sau, nó giúp anh bay lượn. Khi bay lượn, đôi cánh này sẽ to ra, tạo một thể vô cùng cân đối, là form thiên về tấn công trên không cũng như nã một loạt đạn từ sức mạnh của Gatling vào người kẻ thù. Gatling được điểm tô bằng tông màu xám lạnh lẽo của những khẩu súng. Đặc trưng nhất của nó là phần tai cũng như phần mặt nòng pháo từ khẩu Gatling và phần băng đạn trải dài trên khắp cơ thể của anh. Đáng tiếc là hình dạng Gatling không có bất kỳ khả năng nào đặc biệt. Kích hoạt khẩu súng Hot Gatlinger giúp anh tấn công và bắn ra những luồng đạn. Với hình dạng Hot Gatling là những con chim bưng nhỏ,
tấn công và phá hủy đường đạn của kẻ thù, tấn công bọn chúng từ khoảng cách cực kỳ xa. Mỗi vòng quay của Hawk Gatlinger, anh ấy sẽ tấn công với số lượng đạn nhiều hơn đáng kể. Vortex Finish của form này, Hot Gatling lao lên bầu trời, tạo nên một vòng cầu bao quanh lấy tất cả hù. Với dự tính của mình, Bill sải cánh và rải 100 viên đạn từ khẩu súng bắn toàn tất cả những kẻ hù trong phạm vi quanh. Shinobi no Entertainer Nin Nin Komiku Ninja Comic, dạng Batman thứ tư kết hợp giữa những trang truyện cũng như khả năng nhẫn thuật từ ninja để tạo những combo ninjutsu cực kỳ ảo ma. Tạo hình của ninja là phần màu tím chi tiết áo vải lưới từ những ninja với gương mặt hình dạng shuriken, cũng như phần còn lại là từ comic và những trang truyện trên thân của anh ấy. Tạo hình của Form có vẻ như rất ánh sáng và bóng tối. Form này cũng giống như Hot Gatling, cũng không thể hiện quá nhiều sức mạnh, nhưng khi cầm vào vũ khí của mình For Kuma In Bottle, anh mới thật sự kích hoạt những khả năng của nhẫn giả. Với mỗi lần nhấn vào cò của thanh kiếm, nó sẽ kích hoạt một nhẫn thuật của anh. Với nhẫn thuật anh ấy thường hay sử dụng là tạo ra phân thân với những ký tự cosmic được tạo ra khi mà những phân thân này được kích hoạt, cũng như những đòn tấn công bằng nguyên tố với hai thuộc tính nguyên tố anh ấy hay sử dụng là lửa cùng với cuồng phong. Cuồng phong thì chỉ tạo ra những nhát chém bằng gió và hất tung kẻ thù, nhưng lửa thì khá nhiều biến thể bao trùm bản thân mình bằng sức mạnh của lửa kết hợp cùng phân thân, hoặc là tấn công bằng thanh gươm lửa hay là kho lửa từ chính thanh kiếm của mình. Khi nhấn 4 lần, anh sẽ sử dụng nhẫn thuật lẫn trốn, tạo ra bơm khối và dịch chuyển một khoảng cách để thoát khỏi kẻ thù. Đường tất sát Nin Nin Cosmic, anh sẽ kết hợp nhiều nhẫn thuật lại với nhau, tạo ra phân thân và bao trùm chúng bằng lửa, sau đó ra hàng loạt nhát chém để dứt điểm kẻ thù. Utobi Boroton Rocket Panda. Panda Rocket cướp được sức mạnh từ chiếc Bottle Rocket từ Bloodstock. Anh đã có được Vesmak bằng phán đoán thần kỳ của Banjo. Khả năng của form này, Panda với chiếc móng vuốt khổng lồ của mình tấn công kẻ thù bằng lực từ cú vả của loài gấu trúc với những bộ móng vuốt sắc nhọn. Còn phần rocket của anh giúp cho Bill bay lên bằng động cơ tên lửa, giống với cách mà Coroforset hoạt động. Ngoài ra, anh khả năng bắn cả một chiếc tên lửa từ tay của mình về hướng của kẻ thù. Đòn tấn công này có quy lực khá lớn, và đây là tất cả gì mà form Rocket Panda thể hiện: áp sát kẻ thù bằng tên lửa, tấn công từ xa hơn chúng, cũng như khả năng cận chiến siêu việt với sức mạnh của bàn tay gấu trúc. Đòn Vortex Attack của form này, Bill sẽ tạo nên một vòng tròn elip quay quanh kẻ thù. Anh lao vào tấn công chúng bằng sức mạnh của tên lửa theo một quỹ đạo được định sẵn, sau đó vả một cú cực mạnh bằng bàn tay gấu trúc vào mặt kẻ thù để kết liễu chúng. Rescue Kenzan Fire Hedgehog. Yay! Nhím và xe cứu hỏa là best mark kế tiếp của Coral Bill, với tạo hình đỏ và trắng rất giống một chiếc xe cứu hỏa đang hoạt động. Với phần nhím được bao phủ từ vai xuống tới tận tay tạo thành một chiếc cầu gai, cũng như toàn thân của anh đều bao bọc từ gai, khả năng tấn công và phòng thủ của form này hay nói là vô cùng toàn diện. Phần gai của đầu nhím khả năng phòng thủ cũng như tấn công phạm vi gần. Phần xe cứu hỏa với chiếc vòi đặc trưng của mình trên tay trái của anh, kéo dài chiếc vòi ra để áp sát vào kẻ thù, đẩy kẻ thù vào phía những vật thể khác, cũng như là khả năng phun ra nước để dập tắt những ngọn lửa và vô hiệu hóa hành động kẻ thù. Điều đặc biệt nhất có lẽ là nó khả năng phun ra lửa mặc dù mang tên là xe cứu hỏa. Vortex Finish của form này, Bill sẽ dài chiếc vòi cứu hỏa bên tay trái của mình ra, tấn công vào người của tên Smug, phun một lượng nước khổng lồ khiến chúng phình to và không khả năng di chuyển. Anh cũng dùng chính chiếc vòi cứu hỏa này để tạo thành lực đẩy như một chiếc sao, bay lên bầu trời và ra đòn Finish bằng chiếc cầu gai tay phải của mình, phá hủy kẻ thù như một chiếc bong bóng nước. Tategami Cyclone Lion Cleaner. Yeah! Lion Cleaner, sư tử cùng với chiếc máy hút bụi. Cleaner là chiếc bottle đã xuất hiện từ rất lâu của Bill, nhưng anh chỉ tận dụng được nó khi kết hợp cùng với Lion, máy hút bụi, thổi ra một luồng gió để vô hiệu hóa chuyển động kẻ thù cũng như hút những đòn tấn công của chúng. Ngoài ra, nó còn có một công tắc ải ra những gì đã hút được, giống như khi kết hợp hình dạng Gorilla Diamond để tạo ra đòn Finish Vortex Attack của combo Bestmark kia. Còn khi kết hợp với Lion, chiếc vòi hút bụi cũng khả năng tận dụng làm vũ khí, nhưng phần tấn công vẫn thuộc về phía tài của mãnh sư. Với chiếc đầu sư tử bên tay phải của mình, anh dán những đòn tấn công cực mạnh như những cú cắn mãnh liệt từ loài thú của những vùng đồng cỏ hoang mạc. Nguồn năng lượng tỏa ra từ chiếc đầu sư tử Lion tấn công bọn chúng. Đòn Vortex Attack của anh
sử dụng cleaner để hút kẻ thù, giữ chúng một khoảng cách nhất định, sau đó tụ lực ở tay phải tạo ra một chiếc đầu sư tử khổng lồ tấn công nó người kẻ thù như một phim trưởng chân chính. Queen of Fantasista, Key Dragon. Đây là form trước khi debut cho hình dạng Cobra Cross Z của Banjo, là form kết hợp giữa chiếc chìa khóa cũng như ổ khóa và con rồng huyền thoại được phong ấn. Hình dạng bên Dragon không có gì đặc biệt trừ việc những chiếc gai rồng trên phần thân của anh cùng với gương mặt là hình đầu một con rồng. Bên phần Clock cũng như Key mới là phần đặc biệt, với chiếc ổ khóa trên gương mặt màu vàng đồng chủ đạo và một chiếc chìa khóa kéo dài từ phần vai cho đến phần tay trái của Bill. Tấn công chủ đạo của Key Dragon là những đòn tấn công từ lông trảo của hình dạng Dragon cũng như chiếc chìa khóa bên tay trái của anh. Sento chưa bao giờ thực sự phát huy được toàn bộ sức mạnh do Sento không đủ sức để duy trì hình dạng này quá lâu. Đòn tất sát sẽ phô diễn toàn bộ sức mạnh từ form Key Dragon Vortex Attack. Chiếc chìa khóa cũng như cọng dây xích sẽ dài ra quấn quanh kẻ thù, trói chúng lại. Tai Dragon sẽ tạo quả cầu lửa màu xanh khổng lồ, tích tụ nó và tấn công kẻ thù đang bị khóa chặt bởi Clock, hủy diệt chúng bằng ngọn lửa thiên của rồng. Kaizoku Resha, tàu hỏa cũng như tàu thủy, kết hợp cả hai lại với hai tông màu cực kỳ chói, tưởng chừng như cả hai đều không liên quan với nhau nhưng lại tạo ra một tổng thể hết sức đẹp mắt. Gương mặt cũng như phần thân là đường ray của chiếc tàu hỏa, bên phần tay trái là chiếc đèn giao thông báo hiệu đường tàu sắp chạy. Phần bên Kaizoku là đầu một chiếc thuyền, đầu lâu hải tặc được phân bổ một nửa bên phần mặt trái của Bill. Phần áo tròn nguyên tay kéo dài từ phần đầu tàu xuống tận bàn tay của Bill. Form này tạo ra cảm giác nó là form cực kỳ mạnh, nhưng thực chất thì nó cũng chả có khả năng mẹ gì. Vẫn như hai form kết hợp vũ khí là Hot Gatling cũng như Ninja Cosmic, form này có vũ khí riêng Kaizoku Hatsa. Đây là một chiếc mỏ neo được thiết kế với hình dạng chiếc cung. Dùng chiếc cung này để chém kẻ thù ở phạm vi cận chiến. Chiếc cung này không bắn ra bất kỳ mũi tên nào mà bắn ra một đoàn tàu. Khi anh kéo đoàn tàu như một đường ray trên chiếc mỏ neo sẽ bắn ra những loạt đạn khác nhau. Và khi kéo tới lần thứ tư, nó sẽ tạo ra một phát đạn tổng lực dồn hết sức mạnh vào chiếc tàu, tạo ra một đoàn tàu năng lượng cán ngang qua tất cả những kẻ thù trên đường đi của nó. Có được sức mạnh của những Beastmark cực kỳ mạnh, Bill cùng với Rockset vẫn không phải là hữu với tên Lostart. Hắn ta có tất cả dữ liệu cách để chống lại Beastmark cũng như Cover Rockset. Sento đã lường trước việc có thể tên chủ quán chính là kẻ chuyển hóa thành Lostart, nên anh đã chuẩn bị riêng cho hắn một món quà. Inazuma Technician Octopus Light. Yeah! Octopus Light combo để chống lại hắn. Với phần Octopus màu hồng neon là loài bạch tuộc với râu lởm chởm ở bên vai phải cũng như đôi mắt là một con bạch tuộc đang bơi lội. Khả năng chính của phần này là tạo những chiếc xúc tua tấn công quấn chặt lấy kẻ thù và ném chúng đi khoảng cách xa. Khả năng thứ hai tất nhiên là phun mực làm mất tầm nhìn kẻ thù và gây choáng váng cho chúng. Phần Light cũng bổ trợ cực tốt cho điều này, với phần mắt là những tia sáng của bóng đen cũng như phần bóng đèn tượng trưng cho nó. Ở phần cổ tay cũng như phần vai của anh ấy tỏa sáng vô hiệu hóa và làm chói mắt kẻ thù. Cả hai đòn vừa làm mù vừa làm chói mắt khiến kẻ thù không thể nào chống đỡ được. Đòn tất sát Vortex Finish sẽ kết hợp cả hai lại với nhau, tạo ra một cầu bóng tối khổng lồ nhốt chặt kẻ thù khiến chúng không nhìn thấy được đòn tấn công, sau đó lao tới bằng Light với nguồn sáng khổng lồ gây sát thương cực lớn lên người chúng để kết liễu và dứt điểm hoàn toàn kẻ thù. Fujimi no Heiki Phoenix Robo. Phoenix Robot, đây là combo mang sức mạnh máy móc của robot cũng như sức mạnh của ngọn lửa bất diệt từ Phượng Hoàng. Phần Phượng Hoàng thì đặc trưng mình thấy nó giống với lửa hơn, chỉ có duy nhất là phần vai của nó được điểm tô bằng những chiếc đuôi vẫy Phượng Hoàng với tông màu chủ yếu là tông màu đỏ, không quá nhiều đặc sắc, nhìn nó giống như ngọn lửa hơn là một con Phượng Hoàng. Và phần tai robot thật sự điểm nhấn của form này, với phần cả bàn tay nằm ở bên phần mặt trái cũng như là nguyên một cánh tai robot khổng lồ vì máy móc trên phần thân, với những chi tiết vô cùng cơ khí và sức mạnh to lớn mà nó mang lại. Khả năng chính của form này là dựa trên sức nóng của Phượng Hoàng. Mặc dù mình thấy đòn này được sử dụng khá nhiều từ hình dạng của ninja với thanh niên Bottle, dồi xịt của bình cứu hỏa, nhưng sự ưu việt của hình dạng Phượng Hoàng bay lượn bằng lửa tạo ra cũng như điều khiển được hướng lửa tấn công kẻ thù ở phạm vi khá xa và linh hoạt hơn hai phần kia. Phần tai robot ngoài việc sức mạnh trâu bò đến từ máy móc, nó còn có một độ chính xác tuyệt đối.
cả hai kết hợp lại với nhau để tạo những đòn tấn công diện rộng và cực kỳ chuẩn xác. Đòn tất sát của Phong này, anh sẽ lao lên bầu trời với nguồn lửa từ Phượng Hoàng tấn công cái hù liên tục để nghiền ép chúng. Whoop, smartphone, phần bạc của Whoop đưa biểu tượng hình đầu sói trên phần cổ tay và cặp móng vuốt thể hiện sự linh hoạt và dẻo dai của loài sói, tấn công bất ngờ cái hù bằng sự linh hoạt này, cũng như phần biểu tượng smartphone và những biểu tượng Snapchat trên phần cổ tay trái của Bill. Smartphone sẽ đem lại cho anh tạo ra những ứng dụng gây nhiễu kẻ thù, và đặc biệt nhất chính là phần iPad hay là phần smartphone được biến rộng của anh ấy trên phần tay trái, khả năng đỡ của đòn tấn công, thậm chí là một đòn finish thể hiện rõ khả năng phòng thủ đặc trưng cũng như lớp kính cường lực Gorilla Glass cực kỳ cứng cáp của form này. Khi kết hợp cả hai chúng lại sẽ tạo những đòn tất sát biến ảo Vortex Attack của Whoop smartphone. Những ứng dụng cũng tạo thành vòng tròn xoay quanh và đánh lạc hướng kẻ thù. Một con sói được tạo ra từ dữ liệu điện tử sẽ nhảy vào vòng tròn này và bất ngờ ra đòn tấn công để khiến kẻ thù không kịp trở tay. Rose and Copter, trực thăng cùng với lại những cánh hoa hồng, với sức mạnh của hoa hồng bên phải và những cọng dây gai. Ngoài việc tấn công để tạo ra những cánh hoa, nó còn khả năng sử dụng những chiếc dây gai quấn cơ thể tạo thành một cọng dây xích với những chiếc gai sắc nhọn tấn công cái hậu phạm vi tầm trung và trói chặt chúng. Phần helicopter được thiết kế khá tiện dụng với đôi cánh trực thăng ở phía sau giúp anh bay lượn thoải mái và tấn công kẻ thù bằng sợi dây gai từ hoa hồng. Ngoài ra, chiếc cánh trực thăng này tháo rời ra để chuyển hóa thành một thanh gươm. Điều bất cập là nó cầm trực tiếp cánh trực thăng để chém kẻ thù. Khả năng của form này chỉ thiên về cận chiến với yếu tầm trung, cũng không có gì đặc biệt. Điều đặc biệt có lẽ sẽ đến từ đòn finish của nó. Ban đầu đòn finish này được thiết kế khá cơ bản khi Bill lao vào bằng helicopter và ra hàng loạt cú roi không kích. Nhưng khi được kết hợp ngưng nhuyễn thì nó sẽ tạo ra một cánh quạt bao phủ bằng một lớp gai từ hoa hồng để cán ngang qua kẻ thù, tạo nên sức công phá cực kỳ khủng khiếp. Hổ UFO, phần màu vàng đặc trưng cho hổ với biểu tượng đầu hổ bên vai, hoa văn vằn vện của nó trên khắp cơ thể của Bill. Khả năng chính của chiếc bottle này là tạo những đòn chém cực mạnh từ móng hổ, một vùng sát thương cực kỳ lớn và tạo những nguồn năng lượng khổng lồ dọn dẹp những chiến trường với đông đúc kẻ thù. Phần UFO có khả năng tạo một UFO giúp Bill trượt lên nó và tạo thành một vũ khí bay của anh. Chiếc UFO này khi sử dụng đòn Final Attack còn khả năng hút kẻ thù vào bên trong và nhả chúng ra để tạo sát thương cực lớn. Khi kết hợp cả hai để thực hiện Vortex Attack, anh sẽ bay vòng quanh kẻ thù bằng sức mạnh của UFO và ra hàng loạt cú chém từ Tora tấn công áp đảo một Kauru cực mạnh như Kauru-ri ở thời điểm đó. Kirin Cyclone, với phần thú là Kirin không có gì đặc sắc. Nghe danh thì có vẻ là kỳ lân, nhưng thực chất bên Nhật thì Kirin cũng có thể hiểu chính là hươu cao cổ. Với phần cổ dài ra của nó, chắc đơn thuần chỉ giúp cho Bill tấn công ở phạm vi trung bình mà thôi, thậm chí yếu hơn khá nhiều form. Nhưng phần việc của Cyclone là gánh cả Bestmark này, một chiếc quạt đối ngược với chiếc máy hút bụi, hút vào thì nó là một bộ phận dùng để thổi ra với nguồn gió cực mạnh từ chiếc cánh quạt bên phần tay trái của Bill. Cho dù đó có một tên clone nhái Engine Bros cũng không thể nào di chuyển trước lực gió cực mạnh này. Bill dễ dàng rảnh tay để thực hiện những đòn tấn công khác để áp đảo kẻ thù. Đòn tất sát khi kết hợp cả hai, luồng gió cực mạnh từ Cyclone có khả năng tạo ra một gió lốc cũng như hất tung Bill lên bầu trời. Chiếc đầu của Kirin sẽ to ra và quật của quốc cực mạnh với chiếc cổ khổng lồ và cặp sừng của nó. Kuzira Z kết hợp từ loài cá voi cũng như những chiếc máy bay phản lực không kích. Cá voi biểu tượng phần gương mặt bên vai phải có khả năng phun nước và tạo ra cũng như điều khiển tất cả những vật thể liên quan tới nước để đối ngược với phần Phoenix là lửa, tạo ra những quả cầu nước, một vùng nước để tấn công những cột thủy triều tấn công bất ngờ kẻ thù. Tất cả những liên quan tới nước, sức mạnh của cá voi đều có thể làm được.
Còn phần phản lực là form cực mạnh của Bill, sử dụng cũng như thể hiện cực tốt trong movie giới thiệu về 7 Beastmark. Nó khả năng tạo lên chiếc máy bay nhỏ để không kích kẻ thù, giống như một chiếc tàu chiến hạm thực sự trên biển, làm rối trí chúng vì sát thương thực sự không cao lắm. Và điểm đặc biệt nhất của nó có lẽ đến từ phần đôi cánh Z phía sau lưng, giúp anh bay một chiếc máy bay phản lực. Nhưng thường thì anh chỉ sử dụng đòn này khi kết hợp lại với hình dạng của cá voi để tạo nên đòn Final Attack. Voi Tech Attack của form này, anh sẽ tạo ra một vũng nước lao xuống dưới dùng động cơ phản lực để lướt theo một con cá voi khổng lồ được tạo ra từ đòn Final. Con cá voi sẽ tung lên trời, sau đó anh sẽ ra một đòn Rider Kick cực mạnh kết hợp từ không trung cũng như sức mạnh từ nước. Kuma Television kết hợp từ lời gấu như là một chiếc TV. Kuma nhìn khá giống nhái lại từ Banda, với khả năng của nó cũng đơn thuần chỉ là tấn công kẻ thù bằng chụp móng vuốt mà thôi. Điều thật sự thú vị là phần biển cấm với thể hiện lồi gấu vô cùng nguy hiểm trên phần ngực của Bill. Nó cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đoạn kết thúc Void Tech Attack của anh. Còn phần TV, sau khi được kết nối một thời gian, nó sẽ sáng chiếc TV bên phần vai trái của Bill lên để đưa ra một bản tin kỳ quái, giúp anh nhận định cũng như phán đoán tình hình ít nhiều. Phần này có một màn đối mặt khá kịch tính với Caldery và đoạn Void Tech Attack của nó cũng vô cùng đặc biệt. Khi kích hoạt, chiếc biển báo nguy hiểm của lồi gấu sẽ giúp cho Bill quá khổng lồ và ra một cú vả cực mạnh, giống như cách mà lồi gấu hất tung những con cá hồi từ dưới mặt sông lên biến chúng thành bữa tối. Cú vả này có uy lực cực kỳ lớn và gần như khả năng đánh bại một tên Smug một cách đơn giản. Và form cuối cùng để khép lại tất cả những bad mắt của Bill, tất nhiên còn form rùa cũng như đồng hồ, nhưng form đó không thể hiện nên mình sẽ không đề cập tới nhé. Form cuối cùng sẽ là cá mập cùng với một chiếc xe mô tô. Với tạo hình cá mập chất lượng hơn tất cả những form trong tập này cũng như những bad mắt trước của Bill, với biểu tượng loài cá mập bên vai phải, với phương xéo được đặt trên vai phải của Bill, phần vây cá mập nằm trên cổ tay của anh. Khả năng chính của nó tấn công bằng phần vây cá mập cũng như khả năng dò ra những di chuyển con mồi cũng như kẻ thù, giống như cách loài cá mập săn mồi. Kết hợp với nó là bay, hình dạng được tạo ra với tông màu đối xứng cũng như rất thích hợp khi đây là hai tông màu tượng trưng cho Bill là xanh và đỏ. Nó là trực tiếp chiếc xe của Coral Bill với biểu tượng đầu xe ở phần vai trái và biểu tượng bánh xe bên vai phải. Ban đầu thì anh sẽ dùng bánh xe để tấn công cũng như phòng thủ, khá thô và vô cùng yếu. Nhưng khi kết hợp được hoàn hảo, Beastmark này lại với nhau và tận dụng được nó. Cá mập dò tìm ra con mồi, chiếc xe sẽ định vị vị trí đó và ra hàng loạt phân ảnh của mình tấn công kẻ thù bằng hàng loạt chiếc xe của Bill với những cú tông xe sang chấn tâm lý. Đòn Final Attack của anh sẽ nhảy lên bầu trời ra một đòn Rider Kick cơ bản kết hợp từ lực cắn của cá mập cũng như cú tông xe cực mạnh từ hình dạng bay. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Rider On. Thanh quá trình. Hẹn xin.